Theo ghi nhận của Lao động, các ngân hàng thương mại hiện niêm yết mức lãi suất tiết kiệm đặc biệt từ 6 đến 9,5% trên năm. Hiện có 3 ngân hàng trả lãi suất đặc biệt trên 8,0% trên năm cho các kỳ hạn từ 12 đến 13 tháng. Đứng đầu là mức lãi suất 9,5% trên năm, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết tại PVcombank với điều kiện tiền gửi mới mở từ 2.000 tỷ đồng. Tiếp sau, HD Bank niêm yết mức lãi suất 8,1% trên năm ở kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng. MSB hiện niêm yết mức lãi suất 8,0% trên năm tại kỳ hạn 13 tháng với điều kiện tiền gửi tương tự từ 500 tỷ đồng trở lên.